bị đỏ quá, đỏ quá gì. Thì vận chuyển nhà cũng xong hết rồi, giờ anh em mình chỉ cần chỉ chờ bên công ty họ đến lắp điều hòa. Hello, xin chào các bạn nha. Thì sáng hôm nay anh em mình dọn nhà các bạn, là tiếp tục cảnh hôm qua các bạn ơi. Đây đồ đạc xong hết các bạn, mà thấy không? Bóng điện nè, bóng điện cũng tháo ra luôn rồi. Mấy cái rèm cửa nè, rèm cửa cũng xong luôn các bạn. Giờ chỉ chờ bên tháo lắp máy lạnh, họ đến tháo lắp cho mình sẵn. Họ lắp qua nhà mới cho mình, rồi mình chuyển qua kia là mình có máy mình xài luôn. Quần áo và các kiểu cũng xong hết các bạn. Rồi, thank you em. Đây đồ trong bếp với đồ trong nhà của anh em mình, giờ chỉ như đây thôi. Còn bên kia còn một bạn kia chưa về nữa. Đây các bạn, đây cũng tháo xong hết rồi. Bên đây có mấy anh mang tháo điện các bạn, mang tháo máy lạnh đến nè. Đây là phòng của bọn quan các bạn, đây cũng tháo xong hết luôn rồi, các bạn thấy không? Tháo rèm, tháo tất hết, tháo máy lạnh luôn rồi nè, tháo điều hòa luôn các bạn, nệm cũng tháo xong luôn rồi nè, nệm lót các bạn, còn chiếu tatami. Một lát sau mình chỉ dọn dẹp sơ một lần nữa thôi. Bên đây có bạn Tùng, Tùng này cũng ok, xong hết các bạn ơi. Bên dưới đây thôi, cái kệ dài dép cũng xong luôn. Còn cái phòng của bạn Toàn, thằng bạn Toàn đây chưa xong gì hết, chưa dọn một cái gì luôn, thanh niên bỏ trốn chỉ có tháo được cái máy điều hòa thôi các bạn. Đó, như thế thôi. Mấy thanh niên đang ngồi chờ bạn thanh niên Toàn về. Tùng của An chờ Toàn hả? Đây. Thanh niên bỏ trốn đây các bạn. Hai. Các bạn thanh niên bỏ trốn rồi. Xe vận chuyển đến các bạn ơi. Giờ anh em mình chuẩn bị ship đồ lên xe thôi. Xe vận chuyển có xe hành lý các bạn. Xe hành lý giờ có hai xe nè, thế nè. Một xe nè. Chắc một xe tiền đồ to không biết nữa. Xe kia. Xe này, nhìn cái tem nào biết rồi đấy chưa? Đúng. Đó những cái tem nó cũng xe tem nè. Ờ nè, xe này nè. Xe này nè, xe để hành lý. Ừ. Xe để hành lý nè. Xe này để đồ tủ lạnh các kiểu. Đúng rồi. Chắc có nhiều người, xe chở người vận chuyển. Xe chở người vận chuyển, còn xe này chở hành lý. Nhưng mà cái đồ của nó cốt không lại đồ rồi. Có hai xe này các bạn. Chuyển nhà các bạn, họ sẽ có một cái tủ như thế này các bạn. Tủ này các bạn gặp lại sao các bạn, rất là tiện luôn các bạn. Đây hai cái, mình có hai cái các bạn. Hai cái đây. Mình không có sắp lời á mà. Mình bỏ ra luôn. Mà đó các bạn ơi, nói mà không ra tiếng luôn á, thấy chưa? Cứ dùng nhé hết các bạn. Sau đấy chú cũng vận chuyển đi hết rồi các bạn ơi. Đây thế nè. Hay bỏ đây luôn. Bỏ đây quá. Bỏ thùng này luôn. Bắt rồi. Bắt rồi, tháo ra. Mệt lắm các bạn ơi. Hôm nay thời tiết không là đẹp mà cứ làm lăn xăng. Cho gặp lại. 4.000 cái này, 4.000 hình chữ thập á, hình chữ cộng á. Cộng ngang cái đó được chứ bung. Đúng rồi. Đó, vậy ok đó. Cô còn mới dép đi nhà tí mới đồ rồi. Giờ mấy chú đang chuyển nhà ship đi các bạn. Tại nhà mình có tầng 2 các bạn, tầng 2 nên cũng hơi bất tiện xíu. Này phải có thang máy à, có cái dốc nó thả xuống nhanh ha. Giống cái băng chuyền. Đây các bạn, mấy anh với mấy chú ghim xuống các bạn. Đồ này mình như đây chắc đầy một xe quá. Đây đây các bạn. Thì hôm nay có 3 người thôi mà, có 3 người đến thôi. Hai chú với một anh. Có một cái bác này, cũng lớn tuổi rồi, với hai cái anh này. Có hai anh các bạn.
chỗ nữa đi đưa ta đi hay đại sư rồi ôi con biết chuối hết ta à để lên tí không hả rồi đã dọn nhà xong xong giờ gặp bãi chiến trường các bạn ơi không biết này bị gì nữa các bạn không biết các bạn kia bạn như thế nào nữa khi ta đang nè cuối một tiếng à hai hai tai hay đây nè cá hai này cũng rác khá nhiều luôn các bạn còn cái máy giặt nữa nè còn mấy lần nữa thôi mấy củ đây cho vợ thanh niên là về trễ nè ăn nhậu cả cố hồi tối con thấy nhắn tin cho anh cái gì ta con gì quên tiêu rồi con gì em á con gì tên gì Ngọc. Ừ, tên Ngọc Ngọc nhắn tin anh ơi cho địa chỉ nhà này nó chết tại chỗ rồi không biết đường về rồi ủa cái bạn ở đâu quen vậy bạn ở dưới kia chứ bạn ở đâu mà quen sao kinh gì hay vậy niệm đó các bạn niệm mình đại gia mới ở được nội niệm này con chuyện đó thì khổ không toàn thôi kia thì anh em mình phải toàn phải làm cái tiệc mini để anh em mới được dọn dẹp sáng giờ gom đồ tủ lạnh xong luôn rồi đó 7 giờ luôn ôi thằng đợi nhà mình các bạn nó có cái bàn trang điểm nữa các bạn ghê không bàn trang điểm mất cúp nhưng mà về không được sao ôi trời ơi. Đi làm trận nữa không? Đi làm trận nữa không máu này. Làm chắc nữa không? Làm ca đi. Qua. Ra tao đẩy cái lẩu ăn. Chí lại làm trận nữa đâu, bây giờ vẫn đúng rồi, tháo ra đi. Còn nhiều nữa không? Phải đâu, mệt đâu. Đâu, đang làm thùng nữa vậy. Tối nhậu đến 3-4 giờ sáng mới tỉnh. Mới xong chứ. Cái này không tháo được. Bỏ cái tủ đi ra. Nó mắc không nhiều nó không ông hỏi anh mã điện toàn còn mệt hơn chạy bộ nữa ông mới gọi cả nghiệp đoàn đi rồi bà thanh mới lại gọi liên tục nữa thấy anh em đoàn kết kìa rớt trên cao rớt kìa trên cao rớt anh mà không bọc vào thì vỡ hết cái vụ thằng Đức á vụ thằng Đức là như ông cống không cái vụ thằng Đức thì như ông cống còn vụ thằng Toàn chắc nhé tủ gỗ này quá xin hình được chết ôi bàn toàn lắm bàn nếu dùng cứ tha về luôn thôi bàn bị đỏ quá gì à ma đà đà sa na cái máy sưởi bị đổ nước các bạn ơi xưa xem President Master quên đổ nước ra bị đổ đồ cũng khá ít các bạn có như thế các bạn các bạn thấy không? Có như đây thôi các bạn. Khoảng nửa xe thôi. Đây là hai bác của công ty các bạn. Giám đốc xưởng các bạn. Thank you.
nhiều quá nhiều các bạn. Máy sưởi máy sấy. Đồ thanh niên toàn nhiều nhất. Khá nhiều đồ toàn không? Toàn đồ toàn nhiều. Đồ toàn nhiều á các bạn ơi. Đúng rồi. Trên kia là cái máy gì cơ? Sưởi à? Máy sưởi trên kia có máy sưởi các bạn. Máy sưởi mini. Quay. Không biết chắc con toàn quá. Chắc lại thả đồ vậy. À bên kia. Ở trong này. Chưa còn cả. Đen kêu, đen kêu. Ừ, để ghiền cái bàn đấy các bạn chúng phải lọt niệm các bạn, lọt niệm cho chất lượng các bạn, không sợ bị chạy xước bàn của nhà mình đó. Vậy họ có là làm có cẩn thận hơn các bạn. Có thấy không? Thôi các bạn thấy không? Giống như bàn ảo thực. Họ sợ chạy bàn của mình đó. Đồ dòng chuyển chuyên nghiệp các bạn. Đồ chuyên nghiệp ha. Việt Nam mình chắc cũng có không ta? Tùm lum. Sao giờ dần, mở công ty vận chuyển nữa quá. Công ty vận chuyển chuyên nghiệp các bạn. Đúng rồi, chắc chuyên nghiệp luôn. Đây, mấy chú chụp tôi làm lại các bạn. Cái chuyên nghiệp luôn. Sợ chạy các bạn, sợ chạy với bị hư á. Rồi tiền nào của nấy không? Bỏ tiền mấy chục man thôi, người có khác. Việt Nam mình bỏ mấy triệu thôi, người làm khác nha. Sau khi dọn nhà một ngày như thế nào? Giờ dọn nhà xong giờ làm gì nữa? Về không phải chiến trường dọn đống rác nữa. Về nhà mới lại phải bỏ đồ ra sắp xếp lại từ đầu xong lại dọn. Kéo nhà coi cho nó biết mặt coi. Không trả đâu. Nó phải mong mà áo nữa không? Biết là xấu hay đẹp. Đi bỏ ra đi thực tế là không tốt. Đây là bản chiến trường các bạn ơi. Đó anh em mình phải dọn dẹp nữa các bạn. Hay dọn sơ sơ trước đi nha. Giờ còn cái bếp nữa. Cái bếp đúng không? Người ta tự tháo mang đi nên mình biết được. Hay là bếp này là một lỗ có sẵn thì mình không biết. Bếp này chắc cũng phải tháo mang đi. Thôi giờ đi kiếm mấy anh kia coi thế nào các bạn. Thôi giờ xong rồi em lên đường thôi. Đi siêu xe đi. Hay đi xe này. Hai kia đi xưởng kia. Hai người đi xưởng này các bạn ơi. Giờ dọn đồ đi qua nhà mới đó các bạn. Đi đi, vô trong, Anh em tới nhà mới các bạn ơi. Nhà mới cũng khá là sạch sẽ luôn các bạn. Niệm bằng lốp gỗ các bạn. Bên trong phòng thì cũng chiếu tatami thôi. Rồi dài, dài 2 chiếu. Còn là 6 chiếu các bạn. Đây cũng khá là rộng luôn các bạn. Để mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn thôi. Còn hôm nào mình sẽ làm một cái video về chuyên nghiệp của phòng mình luôn các bạn. Đó. Đó. Cái tủ cơm mày để đâu anh? Để góc kia chứ. Cái hòm mày để cho chỗ khác. Các bạn thấy là họ chỉ nhà chuyên nghiệp các bạn. Họ dán tường vô này chưa? Để đừng cho cả tường mình các bạn. Đây con cái nè. Chung là họ dán hai bên luôn các bạn. Dán đừng cho cả tường hư tường nhà mình đó các bạn. Và dân chuyên nghiệp có khác các bạn. Nhìn phòng. Đây đó chưa? Đó. Chung là mình đánh giá cao luôn các bạn. Hay tại lần mình lần đầu tiên quá. Cái tại mình lần đầu tiên mới thấy nên thấy lạ lạ các bạn. Nói chung là mình nhìn thấy rất chuyên nghiệp luôn á.
giờ quan tập hợp nè. Qua giờ mới tập hợp. Mới đi tập hợp. Ok các bạn, thì hiện tại giờ anh em mình cũng đã đến nhà mới rồi các bạn. Thì dọn chuyển nhà cũng xong hết rồi. Giờ anh em mình chỉ cần chỉ chờ bên công ty họ đến lắp điều hòa là xong. Đó, là sau đó mình sẽ trải nghiệm ra là tối nay mình ăn ngủ tại đây các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ đừng quên like, share, đăng ký kênh với mình các bạn nha. Xin chào các bạn. Bye bye.